Mai Quang Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý giả, quý đồng hương đến với lại một công trình nữa, cùng với lại Đô Trân Construction. Bây giờ chúng tôi sẽ không muốn dùng cái chữ Construction nữa, mà bây giờ cho ông một cái biệt danh khác. Đó là bác sĩ chuyên môn mổ xẻ từ bên trong ra bên ngoài. Nếu mà bác sĩ thường xuyên mà mổ xẻ những cái nội tạng á, thì những người bác sĩ này làm ra nhiều tiền lắm. Đúng như vậy. Nhưng mà bây giờ tới đây thì chúng tôi thấy cái kỹ thuật của ông này, từ lúc mà bắt đầu như căn nhà này, nó gọi là hoàn toàn để mà lộn ngược lại hết. Thí dụ như là tất cả những vách tường, đá, gốc, tủ, bếp, phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, tất cả ở trong này đều lột ra, vứt đi hết để làm lại. Chỉ cần giữ lại cái khung ngoài này mà thôi. Đó là anh Đỗ Trần, một lần nữa chào Đỗ Trần. À, chào anh. Vâng, quý vị, mời tất cả quý vị quý hương vào bên trong để chúng ta bắt đầu đi theo dõi cái công trình từ đầu, như là những cái chương trình khác mà chúng ta cũng đã chia sẻ cùng tất cả quý vị quý đồng hương trước đây rồi. Bây giờ chúng ta đi theo dõi từ đầu như thế nào với lại bác sĩ Đỗ Trần. Bước vào những cái căn nhà như thế này đó, nếu mà chúng ta không nói thì chúng ta không biết đâu, bởi vì ở bên ngoài đó, cái khung của cái căn nhà này vẫn còn trọn vẹn, không có bị gì hư hao cả. Nhưng mà bên trong này là bởi vì cái ngập lụt vừa rồi, cho nên là có thể nói là 90% những đồ dùng ở trong nhà này vứt đi hết. Ngay cả cái cửa và cái vách nó lên tới đây nè. Tất nhiên là từ ở đây trở xuống, và bây giờ anh Đỗ Trần không những như vậy, anh lột hết, anh làm hết luôn bên trong cái căn nhà này. Thì bây giờ thí dụ cái căn nhà này vô đây đó là nó hư hao như thế nào, và tới ngày hôm nay là nó cũng đỡ rất nhiều lắm rồi. Khi mà David làm cái nhà này đó, thì nó là mình bay căn nhà ATX. Thì Thấy sao mua vậy? Nhưng mình cảm thấy mình mua, mình làm lại. Có thể là sau này mình bán, có thể là chút ít thì mình nên mua, mình sửa lại. Okay. Thì David vô cái nhà này thì nói tóm chung là nó không còn cái gì nữa hết. Coi như nhà bếp cũng không có, toilet cũng không có, sinh cũng không có, cửa cũng không có, điện cũng không có. Wow. Toàn bộ cái gì cũng không có hết. Cửa sổ David cũng phải thay lại hết luôn. Tại vì nó... cái sức ép nước nó làm mấy cái gạch bông hết trọi hết trơn luôn. Nên nó mình cũng phải sẵn đó cơ hội thì mình làm luôn. Mình thay cửa sổ cái loại mà double glass để mà mình cho cái ánh nắng nó không có vô trong cái nhà mình. Còn cái hồi trước là cái cửa sổ của nó là có, nó có một cái miếng cửa sổ thôi. Nên nắng nó rất là vô trong nhà, rất là nóng, anh hiểu không? Thì khi mình làm mình cũng phải bỏ lại những cái foam insulation và sheet rock. Chẳng hạn như mình làm những cái phần nào thì mình phải làm theo cái phần của đó. Chẳng hạn như nhà bếp thì mình làm cái siết róc màu gì, màu xanh. Còn nếu mà ở ngoài thì mình làm siết róc màu trắng gì đó. Thì còn nếu mà trong cái wall mà nó đã gỡ hết, nó đập hết, thì mình phải bỏ cái insulation, coi như là cái miếng foam, để mình chặn lại cái độ mà e, nóng. Rồi mình put insulation vô đó, thì để cho nó không có độ nóng trong nhà. Đó. Bây giờ là độ nóng rồi, bây giờ đang bị nóng rồi. Đúng rồi, tại bực, giờ, bực giờ... lắm nãy giờ mà không dám nói đó. Bây giờ đang mở cửa à. Bực lắm mà không dám nói. Thưa quý vị, trong cái căn nhà này, nếu mà chúng ta là những cái người tay ngang đó, như là Michael Hòa là cầm búa mà đánh vào đinh, mà đánh không đinh, mà đánh vào ngón tay đó là đây. Nhưng mà những người chuyên môn như là anh Đỗ Trần ở đây thì có lẽ là vừa nói mà vừa giải thích cho chúng ta nghe quá dễ, quá dễ. Đây là chỉ cái giai đoạn đầu. Trong những ngày đầu tiên thì căn nhà này phải khoảng bao nhiêu lâu thời gian thì nó sẽ hoàn tất theo cái ý của mình? David làm cái nhà này hiện tại và đúng là một tuần. Bây giờ khoảng trong vòng 10 ngày nữa là cái nhà này sẽ xong. Coi như complete, coi như từ ngoài cho tới trong. Thì David mua cái nhà này, những cái siding ở ngoài nó hư, David cũng làm lại siding. Okay. Rồi cái nhà trong đây là toàn bộ David làm lại nhà bếp, toilet, sinh, rồi cửa nẻo, rồi mình phải chế qua lại, mình làm cho nó rộng cái nhà bếp ra, mình bỏ những cái này làm cái kia để cho nhìn cái không gian cái nhà nó đẹp hơn. Cửa nẻo này kia, với cửa sổ mình cũng thay hết, cửa bếp đo mình cũng thay, phân đo mình cũng phải thay, tất cả cái gì trong đây mình phải thay hết. Điện cũng vậy, mình cũng phải thay hết. Tại vì nó ngập nước thì coi như là mình phải bỏ những cái đường ổ điện này kia. Coi như là cái căn nhà như thế này, bước vô đây, cái giai đoạn nào hoặc là cái khúc nào mình phải cần làm trước nhất? Điện, nước hay là cái chỗ nào? Đúng rồi. Khi mình vô căn nhà mình muốn cô và siết lóc trước á, thì mình phải coi cái idea của mình làm. Chẳng hạn như mình
chế cái nhà bếp nó ra làm sao. Ok. Thì mình phải làm lại, mình muốn đặt cái lò ở đâu mình phải đưa đường ga qua bên đó. Ok. Chẳng hạn muốn oven nằm đâu thì mình phải đưa cái dây điện 220 nằm đó, hay hoặc là đường gas nằm đó. Hay hoặc muốn cái island nằm đâu thì mình sẽ idea, mình muốn đưa cái tủ lạnh mình đi đâu thì mình phải chạy cái đường nước vô đó và cổ điện đó. Trước khi mình design trước rồi mình mới cô vào xét đốc. Nhưng mà cái điện đi trước hay là cái nước đi trước hay là như thế nào trước khi xếp rock? Trước tiên là điện, nước điện và nước. Ga. Mấy cái đó. Mà Michael hỏi như vậy là vô đây có lẽ là quý khán giả không hửi được mà chúng tôi hửi được. Hình như là cái nồi cơm nó ăn sôi sục sục đằng phía sau. Ở đây mình cũng nấu cơm chứ không có. Mình tự nấu cơm, tự nấu đồ ăn ở đây luôn. Tại sao vậy? Tự rửa chén luôn. Xếp cả rồi làm rồi. Không phải, tại vì ở đây á, là cái khu này á, mình mua nhà đó là không có chỗ ăn. Cái thứ nhất á, là muốn chạy đi ăn là phải chạy đi 5 mao. 5 mao. Bước vào đây thì chúng ta biết rằng ở chỗ này là cái nơi để cái phòng ăn nè. Thì tất nhiên phòng ăn và cái bàn ăn thì tất nhiên là ở đây trong nhà bếp. Mà nhà bếp bây giờ là mở rộng ra, mở oanh ra hết để mà thiết kế lại từ đầu tới đuôi hết. Thì những cái công trình này có lẽ nói là từ A tới Z đó, rất là lâu. Cho nên chúng tôi không có đi vào trong cái chi tiết, mà tí xíu nữa đây là anh Độ Trần sẽ đi vòng vòng để hướng dẫn là những cái gì phải sửa chữa thì chúng ta cũng nhìn thấy rồi. 95% là 5% là bề ngoài, 95% là bên trong này đều sửa lại hết hoàn toàn. Coi như là hồi xưa ở đây là cái phòng ăn. Và đây là nó có cái vách. Nó có cái vách. Thì ở đây có cái đường đi. Thì giờ David thấy là nó chật quá. Nếu mà nhà bếp làm như vậy thì rất là nhỏ. Nên David phải phá cái vách này đi. Và đây là hồi xưa nó đây là một cái closet để đựng đồ ăn. Anh hiểu không? Walk in closet. Đúng rồi. Bây giờ mình bỏ cái này luôn, mình tháo ra luôn. Để mình đưa cái tủ lạnh nằm đây. Okay. Hồi xưa tủ lạnh nó nằm đây. Okay. Bây giờ mình đưa tủ lạnh qua bên đây. Thì trước khi mình muốn mua tủ lạnh qua đây thì mình phải chạy cái đường điện và chạy cái đường nước qua đây. Thì để mình bỏ cái tủ lạnh vô đây. Thì cái đây là những cái hồi xưa là nó là cái cooking nó nằm đây. Thì bây giờ mình không muốn là giữa cái lò và cái sink của mình hai cái nó đối diện nhau. Thường thường Việt Nam mình ưa đại kỵ nhất cái đó. Nhưng mà Mỹ thì nó không có khe cái chuyện đó, anh hiểu không? Nhưng mà mình vẫn làm theo cái lối của người Việt của mình. Để mình đưa cái bếp qua bên kia, cái cúc thóp nằm bển. Thì mình chuyển hướng qua đó, mình phải chạy cái đường ga từ cái chỗ máy giặt máy sấy, mình đưa đường ga qua bên đây để mình gắn cái cúc thóp. Còn đây là cái sink. Đó, đây cái sink thì nó không còn đối diện với cái lò hồi trước nữa, nên mình phải chuyển hết toàn bộ cái này. Thì trong vòng 10 ngày nữa, anh Apple TV và anh sẽ lại đây quay một lần nữa, thấy cái before và after, thấy nó different 100%. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang ở tầng 2 của cái căn nhà này. Dĩ nhiên là trên này nó không bị ngập lụt, không bị hư hao nhiều. Tuy nhiên, Độ Trần và Độ Trần Construction sẽ thay hết những cái cửa trong này, cũng như là sơn lại để cho trên dưới đều đẹp, đều như nhau cả. Và ngay cả những cái miếng thảm như thế này, hoặc là trong cái phòng tắm, hay là trong cái toilet mà thấy hư hao hay cái gì, mà để cho trên dưới đều đẹp như nhau, thì anh Độ Trần vẫn tiếp tục, có đúng không? Thật sự trên đây là bồn tắm rất là còn đẹp. Nhưng mình muốn vô cái master bedroom á thì nó nhìn nó đẹp hơn nữa. Mình sẽ làm cái bồn tắm đứng. Okay. Bây giờ là đang bồn tắm nằm. Mình sẽ làm bồn tắm đứng thì nhìn vô cái master bedroom thì cho nó đẹp hơn nữa. Chút nữa thì chúng ta vào trong đó, nhưng mà kính thưa quý vị của Lương, chúng tôi mời tất cả quý vị cùng chúng tôi xem những cái clip này. Và trong cái chương trình của Độ Trần Construction nay mai, sau khi mà hoàn tất hết những cái căn nhà mà anh lột từ bên trong ra bên ngoài để sửa chữa cho nó hoàn tất theo cái ý của mình và cái muốn của những người Việt Nam khi mà đẹp con mắt như thế nào. Đây, anh Độ Trần, và Độ Trần sẽ trở lại với lại những cái chương trình mà tỉ mỉ trước đây mà chúng ta cũng đã được xem, đó là sửa chữa như thế nào, dạy trên TV để chúng ta hiểu rõ từng nước, từng bước đi để mà chúng ta mua những cái gì đó nó vừa túi tiền, đẹp con mắt mà sống thoải mái trong căn nhà. Thì nói tóm chung là mình không có thời gian, mà bây giờ đài cũng không có thời gian để mà đi quay, tại vì mình nhiều khi làm hướng này hướng kia xa quá, nhiều khi đài đi tới cũng hơi xa. Quá xa luôn. Thì mình không có chương trình để mình dạy lại, nhưng mà mình sẽ nói một ngày nào đó mình sẽ dạy lại. Chẳng hạn như là
đài có cái tham để mà quay cho mình á, mình cũng phải chích ra một thời gian để mà mình ngồi để mà mình chỉ dẫn thay dồi nước như thế nào, thay buồng tắm làm sao, làm sao từng chi tiết thì sẽ nét tham thì mình với đài sẽ correct với nhau mấy cái chuyện đó. Chứ còn bây giờ thì David đang bận dữ lắm, nhiều khi khách hàng gọi cũng không có đi coi được nữa. Cảm ơn anh David. Trần tiên là đội Trần Construction, kính thưa quý vị. Đúng như vậy, từ ở Houston, từ ở đài mà lên tới Conroe để mà gửi đến cùng tất cả quốc gia quân hương những cái thước phim như thế này, là bởi vì chúng tôi rất là tôn trọng cái sự tỉ mỉ của anh đội Trần, cho nên là chúng tôi phải theo cho ảnh từ ở trên kia, ở dưới Houston của chúng ta mà chạy lên trên này. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, đừng có cộng cái gọi là kẹt xe ở Bellway 8 hay là 45 knot hay như thế nào cả, nhưng mà lên trên này là một cái gọi là rất là dãi nắng dầm mưa. Nhưng mà chúng tôi cố gắng là bởi vì chúng tôi biết rằng quý giả quân hương vẫn thích xem những cái chương trình này, và xin hẹn lại cùng tất cả quý vị 10 ngày nữa để chúng ta xem cái phần hoàn tất của căn nhà thứ 3 của đội Trần Construction.